ra quân bài thế giới tuôn. Hãy xem sức mạnh tình bạn của ta đây. Ta ra lá thế giới quý bu. What? Tao có lá thế giới hen thôi má. Trời ơi, đừng bảo lá bài của bạch cổ tin là lá bài thế giới hai tên nắng hen. Hôn ta một cái, ta sẽ trở lại là hoàng tử. Không một chút chần chờ, cô gái kia liền hôn môi chủ vẹt. Hãy biến thành hoàng tử và đưa ta về cung nào. Hôn ta một cái, ta sẽ trở lại là hoàng tử. Hôn ta một cái, ta sẽ trở lại là hoàng tử. Trời ơi, thì ra con vẹt kia chỉ đang nhài lời người khác mà thôi. Chứ có phải hôn nó thì nó sẽ trở lại là hoàng tử đâu. Đây là nàng tiên cá. Mỗi ngày khi cô ấy thức dậy, sẽ có một con cá người hầu mang cho cô ấy hai cái vỏ ngọc trai. Chào buổi sáng, công chúa bé nhỏ. Sau đó cô ta mặc cho mình một cái quần được làm bằng một con cá với cái miệng khá là to. Và thế là ngày nào cũng có một con ngọc trai và một con cá miệng to phải chết để làm bộ trang phục xinh đẹp cho nàng tiên cá. Phụ ông đòi có cây tre trăm đốt mời gà con gái. Con hãy tìm về cho ta 100 đốt tre. Thế là anh khoai lặn lội lên rừng, nhưng tìm mãi mà chả thấy cây tre nào cả. Bụt ơi, con không thấy cây tre nào hết. Vô lý. Thảo nào. Thì ra trên rừng không có cây tre nào, là do thành giọng đã nhổ hết tre để đem đi đánh giặc cả. Trong một phút sơ sẩy, Vigo đã bị lũ quỷ bắt giữ, đem nó về làm ruột thịt. Thế là Vigo liền nảy ra một ý, cậu ta cắn đứt khuy áo choàng của mình, sau đó nhả xuống đường. Chiếc lá để lại làm dấu, hy vọng có người thấy. Một lúc sau, đồng đội của Vigo cũng đang truy tìm cậu ấy. Này, thử tìm xung quanh xem có dấu vết gì không. Thế là mọi người liền chia nhau ra để tìm. Bất ngờ Aragorn phát hiện chiếc khuy áo của Vigo rớt trên mặt đất. Ồ, vàng. Vàng đang lên giá. Có thấy gì không? À không. Trời ơi. Qua câu chuyện này, chúng ta rút ra một bài học. Nếu bị bắt cóc, bạn đừng nên để lại dấu vết bằng những thứ có giá trị, chứ không đến cái nít cũng chẳng còn. Ai ngoại cho con biết anh em xã hội giờ tụi nó sống sao ngoại? Anh em con các bạn đều nói cháu không có bố mẹ. Ông nội bật hoạt hình cho cháu xem nhé. Cháu không thích, cái tivi ấy hỏng rồi, có xem được đâu. Cháu ngốc lắm, ông dạy cháu chiều này, chỉ cần cháu vỗ vào nó từ một góc 45 độ. Đấy, chả được rồi đấy thầy. Thật là ngu si quá. Từng ngày trôi qua, ông nội dường như đã che giấu thành công chuyện liên quan đến bố mẹ tôi. Cháu muốn tìm bố mẹ cơ. Xem này, ông sửa được cái đai cho cháu rồi này. Năm này qua năm khác, tôi càng lớn, càng đẹp trai, nhưng cũng chưa có được tin tức gì của bố mẹ tôi. Cháu đi làm đây. Rồi một ngày, ông nội ngã bệnh, bác sĩ nói là tình hình không khả quan lắm. Bỗng nhiên tôi nhớ ra ông từng bảo, cứ cái gì hỏng, chỉ cần vỗ vỗ vào nó một góc 45 độ. Nani? Omae wa mou shindeiru. Trời ơi, công nhận cách này hiệu quả thật đấy. Mới vỗ cho ông nội một cái mà ông nội đã sống sức đã thằng cháu vỡ mặt giống như Lý Tiểu Long luôn kìa. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận.